cảm tạ Chúa vì ngày tháng khô héo mùa đông, cuộc sống lay lắt chờ mong, rồi xuân đến ấm lòng bạn mai. Con cảm tạ Chúa vì bao nỗi thất bại đắng cay, để con nay nên dặn dày sương gió, để con nay có cuộc đời vững tin. Tạ ơn Chúa cao sáng từ nhân, tạ ơn Chúa ban phát hồng ân, dìu con đi trong cuộc trần muôn lối. Giờ về Chúa đây chốt cả đời con, để dệt nên những ca khúc tạ ơn. Tạ ơn Chúa cho đến muôn ngàn đời. Con cảm tạ Chúa vì ngày tháng gay gắt thả xa, cuộc sống che chắn buồn than, rồi thu đến mát rượi cam ca. Con cảm tạ Chúa vì đời đã khinh thường ghét ghen, để con nay không còn sợ gai chướng, để con nay biết khiêm nhường mến thương. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa mãi muôn đời. Con xin tạ ơn Chúa dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa mãi muôn đời, ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Từ đó âm ba vọng ngân rộn rã trong tim ngày đêm, tan dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc chảy ra, Chúa như nguồn nước tràn. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vỡ cánh tay ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thật ra. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi, hơn tình yêu ôi tuyệt vời. We'll be right back.
dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần vì ngàn hồng ân như muôn lớp gió, Chúa thương độ xuống trên con tháng năm hoài mãi miên man. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Hồng ân Chúa nên con có gì mà giữ riêng mình, tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ, con mãi là đầy tớ bất trông khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa riêng con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho để yêu mến muôn người mà thôi. Muôn ngàn hồng ân của Chúa con vui lãnh nhận chẳng gió công mình, do tình thương Chúa nhưng không con suốt đời ngập tràn thánh ân. Con xin Ngài soi sáng trí tâm lo đi tìm ân phúc muôn đời, lo vuông tròn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình. Xin cảm tạ hồng ân Cha ban vì thương mến từ muôn ngàn đời, đem tin mừng về gieo nơi nơi cho muôn dân kết đoàn sống vui. Mến Chúa, mến trọn đời, mến yêu trọn đời. Mến Chúa, mến Chúa, mến yêu mọi người, mến yêu mọi người. Niềm tin, niềm tin, xin dâng lên Cha, xin dâng lên Cha. Tình thương, tình thương, mến cho mọi người. Niềm tin, xin dâng lên Cha. Tình thương, mến cho mọi người. Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến,
Người bảo anh ta: anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-xu đảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói: đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay đã tuân giữ đầy đủ những giới răn được xem là đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, anh chỉ mới dừng lại ở việc giữ luật. Dĩ nhiên điều đó là tốt, nhưng nó chưa đủ để anh đạt được sự sống đời đời. Sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu đề cập hôm nay mời gọi anh không những sống tuân giữ lề luật, mà còn phải sống có lòng bác ái. Bác ái ở đây có giá trị cao hơn luật lệ. Bác ái hướng con người trước hết là buông bỏ những rào cản để thể hiện cái tâm yêu thương, vị tha và quảng đại với chính mình, với mọi người. Kế đến, bác ái giúp con người sẵn sàng dứt bỏ đam mê tiền tài, danh vọng và quyền uy để lòng thanh thang đến với tha nhân. Khi có lòng bác ái, con người không chỉ hành động theo luật lệ, nhưng còn mang một tâm thái chủ động, với trái tim ấm áp yêu thương dành cho người đồng loại. Lòng bác ái được biểu lộ khi con người san sẻ của cải mình cho người khó khăn, khi trao ban yêu thương cho người khốn khổ, hay lúc buông bỏ những sợi dây ràng buộc để giải phóng bản thân khỏi cảnh nô lệ của tham, sân, si. Bên cạnh đó, ngang qua cách xưng hô của anh thanh niên với Đức Giê-xu hôm nay, thầy nhân lành, ta thấy Đức Giê-xu được xem là nhân lành cách hoàn hảo trong bản tính của mình. Theo đó, người là Thiên Chúa trong sự hoàn hảo của Thiên Chúa, là con người trong sự hoàn hảo của con người. Với sự chọn hảo nhân lành đó, người không bị ràng buộc bởi những mối rào cản của tiền của, quyền lực và danh vọng. Để rồi người vâng phục Chúa Cha với một trái tim yêu thương, để đến sống cùng con người, cho ban ân sủng và yêu thương hết thảy, không kể người tốt lành hay kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, sống giữa thế gian, xin cho chúng con biết sống không chỉ vì lề luật, nhưng còn vì bác ái với tha nhân. Bởi lúc thực thi bác ái, là con đang họa lại chính hình ảnh của Chúa. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm trong lời nói cũng như trong hành động
tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy là tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát một tình yêu. Con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đêm gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban, đem vui an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát.
Chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly. Này đoàn con ơi, chớ hãy sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới. Về cùng cha ta đứng đã gọi ta, một thời gian thôi chẳng có là bao. Vì này ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên ta sau này. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình ngài thương con, tình ngài thương con không bến không bờ. Lời ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy. Này đoàn trên ơi, giữ vững niềm tin, vì này ta đi sẽ có lợi hơn. Đừng buồn lo chi, sẽ có ngày vui khi đứng nguy an nơi cha ngự đến.
Ngài là ngôi ba xuất phát từ Cha, và Ngài thay ta hướng dẫn đường đi, là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức thêm ơn núi an vỗ về. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài, tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính Thầy. Cây nho chính của vườn nho, còn người trông nom chính Chúa là Cha. Ngành nào trong ta sẽ cho nhiều hoa, Cha sẽ tia đi cho nho mộng trái. Ngành nào không chia sức sống của ta, thì này Cha ta sẽ ném ngoài xa. Ngành nào không lo liên kết với cây, sẽ héo khô ngay không sinh ích gì. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính Thầy. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính Thầy. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính Thầy. Lửa tình cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng. Đến với Chúa thân lên làm con tươi mới, lửa thiêng cháy lên tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Cho dù cuộc đời ngập tràn bao lo, lửa thiêng cháy lên lòng con đang cháy bao vui mừng. Đến với Chúa thân linh làm con tươi mới, lửa thiêng cháy lên tình yêu Cha đến đêm bao niềm vui. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng con, cháy lên làm đổi mới tâm con Ngài ơi. Tình yêu Giê-xu cháy lên lửa thiêng, tìm nhau cứu vớt bao tội nhân. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng con, lửa thiêng cháy lên
tràn cháy bao vui mừng. Đến với Chúa thần linh làm con tươi mới. Lửa tin cháy lên, tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Cho dù cuộc đời ngập tràn bao lo âu. Lửa tin cháy lên, lòng con đang cháy bao vui mừng. Đến với Chúa thần linh làm con tươi mới. Lửa tin cháy lên, tình yêu Cha đến đem bao niềm vui. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng con. Cháy lên làm đôi mới tâm con ngài ơi. Cháy vì tình yêu Giêsu, cháy lên lửa thiêng, tìm nhau cứu vớt bao tội nhân. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng con. Lửa lên luôn cháy mãi trong lòng con. Chúa đến với nhân gian.